phải vì tâm tư dấu kín trong thư còn đây. Nên những khi mưa mưa đêm làm sao duyên giấc ngủ chưa đến kịp. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai cánh dài nghe vui vui mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng trong niềm vui và niềm đớn những giọt mưa cuối cùng. Chào các bạn, bài hôm nay sẽ là bài 105 trong giáo trình guitar cấp tốc. Bài hôm nay tiếp tục chia sẻ cho các bạn thêm một bản nhạc với kiểu đàn bolero tù với ba hợp âm La Thứ, Rê Thứ và Mi Bảy nữa cho các bạn, để các bạn nhường nhuyễn luôn ha. Rất là nhiều bài mình đã chia sẻ và liên tục những bài về mùa mưa cho các bạn, tại vì hôm nay cũng là vô mùa mưa rồi các bạn, thì mình chia sẻ những cái bản nhạc về mùa mưa này để khi mà buồn buồn trời mưa các bạn không làm gì buồn buồn lấy làng ra đàn bố rô tù với ba hợp âm và hát những bản nhạc về mùa mưa thì nó sẽ rất tâm trạng ha và thích hợp với hoàn cảnh luôn. Rồi thì vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu các bạn tham khảo, không biết có dính bản quyền hay không. Nếu mà bây giờ các bạn xem mà không thấy phần hát mẫu của mình á thì chắc chắn dính bản quyền rồi, mà dính bản quyền thì mình để cái clip riêng cho các bạn, thì các bạn cần tham khảo bài hát mẫu cho dễ tập á thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu mưa nửa đêm guitar cấp tốc, rồi khỏi vậy sẽ ra clip hát mẫu để các bạn hình dung chút xíu mình chia sẻ tới đâu thì các bạn sẽ nắm bắt được liền nha. Rồi bây giờ sẽ vào phần điểm hát cho các bạn. Rồi thì với cái đàn bô rô tù này mình đã chia sẻ các bạn ở bài số 98 rồi nha. Bạn nào mà chưa đàn được kiểu đàn bô rô tù này, các bạn mà muốn đàn kiểu này thì các bạn xem giùm mình bài số 98, mình có chia sẻ kiểu đàn này ha. Và bài 99 là intro mẫu và kết ao của kiểu đàn bô rô tù này. Cứ một kiểu intro đó, các bạn xem bài 99 xong, tập được intro của bài 99 xong thì các bạn sau này hát bất kỳ bản nhạc bô rô nào cứ lấy đó là intro là nó sẽ vào được hết và nó sẽ rất là hợp với kiểu đàn bô rô tù này nha. Rồi thì bài này cũng không ngoại lệ, thì intro các bạn xem giùm mình bài số 99 để các bạn biết kiểu đàn intro nha. Vì đây là giáo trình, những gì mình đã chia sẻ những bài trước rồi thì những bài sau là áp dụng vào thôi, mình không nhắc lại nha các bạn. Bạn nào chưa xem thì quay lại những bài trước xem giùm mình nha. Rồi, sau khi intro các bạn sẽ vào bài này sẽ đoạn 1, đoạn 2, biệt khúc và đoạn cuối. Rồi. Các bạn tham khảo trên màn hình, phần intro mình không chia sẻ lại nha. Các bạn đàn được hết, ví dụ hết intro lót là si đô mi 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 la. Câu lót này mình cũng để chia sẻ cho các bạn ở bài số 98 cách đàn kiểu đàn bô rô tù rồi đó nha. Và trong phần intro cũng có. Rồi hết intro nè. Rồi bô rô tù tiếp tục và hát. Đêm thư ngủ nghe ngoài trời đâu mưa từng hạt rơi. Gác nhỏ đèn le lôi bóng một là vậy ha. Cứ bô rô tù mà các bạn đàn hát xuyên suốt hết đoạn một, hợp âm tới đâu chuyển tới đó, hợp âm mình ghi sau lưng chữ nào thì khi hát tới chữ đó thì nó sẽ ngay cái nhịp của các bạn đó, thì các bạn cứ đàn bắt của hợp âm đó và bấm hợp âm đó và tiếp tục bô rô tù hay thôi ha. Rồi thì có một số bạn thắc mắc là tại vì sao kiểu đàn bô rô tù ở bên kinh này của mình nó khác với kiểu đàn mà mình đã chia sẻ bên kinh điêu chương. Thì như mình thường nói các bạn là đàn như vậy, na ná như vậy thì gọi là bô rô tù, còn khi đàn thì có thể cái bát nó sẽ khác, ví dụ si đô la cũng được hoặc là sòn đô la cũng được, ví dụ sòn si đô la cũng được, nói chung là mỗi sắp đàn nó mỗi khác. Và sau này các bạn áp dụng cũng vậy, mỗi bạn đàn sẽ mỗi khác, các bạn không cần nhất thiết phải đàn giống như mình, cũng không cần nhất thiết giống như anh em nào cả, mà kiểu đàn bô rô tù này cứ như thế các bạn đàn
ha, na ná như vậy là được, là làm ra cái chất của Boruto. Và sau này các bạn đang quen rồi, các bạn có thể tự biến tấu, tự sáng tạo, thay đổi nốt, các bạn tự cho vào những cái nốt theo sở thích riêng của các bạn nha. Rồi đó, tại vì một số bạn có comment thắc mắc thì mình bên kênh Điêu Chương mình cũng chia sẻ các bạn kiểu đàn Boruto này rồi, nhưng mà khác với kiểu đàn này nha các bạn. Đó, tại vì bên đây là giáo trình guitar cấp tốc thì mình chia sẻ cái nào đơn giản nhất, dễ nhất để các bạn dễ nắm bắt nhất là được, tại vì đây là những bạn mới không nha. Rồi thì tóm lại quay lại bài này, hết đoạn 1 thì có chọn trong tuổi nhớ là 17. Rồi cứ tiếp tục Boruto đàn và hát tiếp đoạn số 2 vậy thôi nha. Thì như mình thường nói các bạn, kiểu đàn này là cứ hết đoạn này qua đoạn khác và cứ một kiểu đó. Các bạn có thể đàn một nhịp dậm ngưng hát tiếp, hết intro cũng dậm ngưng cũng được, còn không thì cứ đàn xuyên suốt Boruto từ đầu tới cuối và hát luôn cũng được, và một kiểu đàn thôi, không thay đổi kiểu đàn, giống như Boruto thông thường. Nó rất nhiều kiểu đàn trong một bài hát, còn Boruto này chắc nó là như vậy, thì cứ một kiểu đàn từ đầu tới cuối nha. Rồi thì bây giờ hết đoạn 1 qua đoạn 2 các bạn tham khảo trên màn hình nha. Rồi cứ như thế đàn thôi nha, vừa hết đoạn 1 hát tiếp đoạn 2 vậy thôi. Rồi. Anh gói tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong tôi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đôi chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kín trang thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Đó thì đoạn 2 cũng giống như đoạn 1, cứ thế đàn hợp âm ngay chỗ nào là ngay đó. Vừa vô tôi muốn hỏi thì nghe tôi là cái bùm của các bạn đó. Tôi muốn hỏi ngay cái bát la ha, la lăng tăng chắc đô chắc sòn đô la, cứ như thế các bạn làm nha. Rồi cho hết đoạn 2, hết đoạn 2 thì đưa câu lót quen thuộc của kiểu đàn Boruto này vào là si đô mi 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 la ha. Rồi lót xong thì bắt đầu hát tiếp điệp khúc vậy thôi ha. Thì cứ từ đoạn này qua đoạn kia cứ một kiểu đàn và hát và chuyển âm đơn giản vậy thôi nha. Chỗ nào có lót mình sẽ nói các bạn lót, còn chỗ nào không lót cứ đàn bình thường và hát tiếp nha. Rồi hết đoạn 2 lót là si đô mi 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 la và hát điệp khúc. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn tham khảo. Các bạn nhìn trên màn hình hết đoạn 2 qua điệp khúc. Nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến kịp, ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe vui vui mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng. Điệp khúc thì mình lót xong hát đoạn cuối vậy thôi. Đó thì tóm lại nguyên điệp khúc cũng kiểu đàn Boruto và đàn hợp âm tới đâu các bạn chữ đó, hợp âm sau lưng chữ nào khi hát tới chữ đó cứ chuyển âm đó là được nha các bạn. Rồi cho hết điệp khúc cũng lót câu quen thuộc là si đô mi 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 la. Câu lót này thì giờ mình chia sẻ như vậy chứ sau này các bạn đàn quen rồi các bạn có thể thay đổi câu lót luôn theo sở thích riêng của bạn ha. Rất là nhiều câu lót khác nhau, đó là do sở thích của mỗi người thôi, và các bạn cũng vậy, sau này các bạn hãy tự sáng tạo những cái câu lót theo sở thích, các bạn thấy nó hợp thấy thích là được nha. Rồi thì hết đoạn điệp khúc cũng lót là si đô mi 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 la. Rồi các bạn lưu ý là si đô mi 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 la, ngay nốt la này là mình hát cái chữ đầu tiên của đoạn cuối đó, là si đô mi 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 khi chót cười, các bạn lưu ý vậy ha. Còn không thì các bạn cứ lót xong các bạn đàn bỏ một nhịp rồi các bạn hát đoạn cuối cũng được nha. Thì có hai cách để các bạn chuyển từ đoạn điệp khúc qua đoạn cuối. Nói chung khi áp dụng thì theo ngẫu hứng của các bạn, theo sở thích của các bạn thôi. Các bạn có áp dụng thế nào cũng được. Quan trọng là mình chia sẻ các bạn hợp âm, ba hợp âm. Tại vì một bài hát thì nhiều khi nó có son, có pha, có đô mà nhiều khi các bạn không biết thay thế vào, mà cái chất của Boruto này thì chỉ sử dụng ba hợp âm thôi, không có đô pha son trong đó. Mà nhiều khi các bạn không biết thay thế chỗ nào, cho nên mình chia sẻ một số một loạt bài này để mình thay thế cho các bạn hợp âm luôn, để các bạn đàn, để các bạn cảm nhận dần quen và nhuyễn luôn với kiểu đàn này, thì sau này các bạn có thể thay thế được hợp âm của những bài khác nữa mà các bạn muốn dạng dẻ đó nha. Rồi hết điệp khúc là thì đô mi 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 là, ngay nốt là này là hát chữ đầu tiên của đoạn cuối và tiếp tục Boruto xuyên suốt luôn ha. Rồi ví dụ các bạn hết điệp khúc qua đoạn cuối. Mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi, khi chót cười những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên, tôi tiếp đi trong niềm vui và niềm giận những giọt mưa cuối cùng. Rồi hết đồ
cuối thì cũng lót câu giống hết đoạn 2. Đoạn 2 các bạn áp dụng thế nào đoạn cuối y chang vậy ha. Cũng hợp âm tới đâu chuyển tới đó, hợp âm sau lưng chữ nào hát tới chữ đó chuyển âm đó là được. Rồi hết đoạn cuối cũng lót rải cái nha, lưu ý ha, trước khi lót nhớ rải nha. Những giọt mưa cuối cùng đàn la thứ, đàn bách la xong bấm la thứ rải xuống cái rồi mới lót nha. La mi đô mi 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 la, mình các bạn thấy trong ghi trên màn hình á, trước cái câu lót nó có rải rải xong rồi lót chứ bạn đừng những giọt mưa cuối cùng là mi đô mi 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 la la, không phải ha, lót liền là không được, phải rải xong rồi mình mới lót nha. Những giọt mưa cuối cùng rải là mi đô mi 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 la, nó bất kể đưa câu lót vào ngay chỗ nào thì khi vừa dứt hợp âm vừa dứt cái bát của âm của cái câu hát cuối cùng đó thì mình sẽ bấm hợp âm đó luôn và rải cái rồi mình mới lót nha, chỗ nào cũng vậy. Rồi hết đoạn cuối cũng lót, lót xong hát lặp lại từ ngay chỗ này. Tôi tiếp đi trong niềm vui và niềm thương, những giọt hát kéo ra mưa cuối cùng. Đó vậy ha, giống giống như trên thôi nhưng mà là đêm rớt mi bãi nè, rồi những giọt hai chữ thôi mình cho nó vô một nhịp luôn đó mà vẫn mi bãi ha. Tiếp đi trong niềm vui và niềm thương, rồi hai chữ những giọt mình vẫn kéo nó ra cho một nhịp và vẫn mi bãi mưa cuối cùng, bốn chữ này vô một nhịp và trở lại chủ âm la thứ, rồi sau đó rải lót là si đô mi 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 la và tiếp tục sẽ là kết ao. Và kết ao thì y chang intro, mà intro thì các bạn xem cho mình bài 99 ha, intro và kết ao của kiểu đàn Boruto này đó. Thì cho nên là hát lặp lại xong kết ao thì xem bài 99 các bạn sẽ biết cái phần kết ao như thế nào ha, cũng giống như intro vậy thôi đó. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn tham khảo lại, các bạn cứ nhìn lời hợp âm trên màn hình, mình sẽ hát lại nguyên đoạn cuối, hát lặp lại từ ngay chỗ tôi tiếp đi rồi sẽ kết ao cho các bạn nha. Rồi các bạn cứ nhìn trên màn hình. Khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng trong niềm vui và niềm thân, những giọt mưa cuối cùng đó. Rồi hát lặp lại. Tôi tiếp đi trong niềm vui và niềm thân, những giọt mưa cuối cùng. Vậy thôi ha. Thì cái đàn Boruto này là vậy, giống như những cái bài trước mình đã chia sẻ các bạn đó, thì thực ra bài nào nó cũng na ná như cái dạng như vậy thôi, như vậy thôi. Đó thì cái chắc nó là như vậy và các bạn cứ áp dụng na ná như vậy là được. Còn ví dụ như nhanh hay chậm thì cũng như mình thường nói là tùy thích các bạn. Các bạn muốn đàn nhanh, ví dụ cũng y chang vậy thôi nhưng đàn nhanh lên tay lên. Còn không thì các bạn thích chậm cứ đàn chậm ha. Đó thì đàn chậm là do sở thích riêng của mỗi người thôi. Đó, chứ mà không ai thích bạn nào giống bạn nào cả. Có bạn thích nhanh nhưng có bạn thích chậm. Các bạn đó nói kiểu đàn này phải đàn nhanh nó mới hay, còn bạn kia là kiểu đàn này phải đàn chậm mới hay. Còn có bạn thì kiểu đàn này đàn tốc độ bình thường thôi thì nó mới hay. Nó thì đó là do sở thích riêng của mỗi người thôi. Đó, cho nên là khi các bạn tập thì cũng do sở thích các bạn muốn đàn nhanh đàn chậm gì thì các bạn nha. Rồi thì coi như hôm nay là xong bài 105 cho các bạn. Rồi có chỗ nào mà các bạn chưa hình dung được thì các bạn cứ comment cho mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở bài số 106.